Trước tình hình đó, Bộ Y tế đã có văn bản hỏa tốc gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố yêu cầu chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân trong độ tuổi chỉ định, đảm bảo tiêm chủng an toàn theo các quy định và hướng dẫn của Bộ Y tế, đặc biệt lưu ý và ưu tiên tiêm chủng cho đối tượng là người từ 50 tuổi trở lên, người mắc bệnh nền, hoàn thành việc bao phủ mũi 1 cho 100% dân số từ 12 tuổi trở lên trong năm 2021 và tiêm mũi 2 cho những đối tượng đã tiêm mũi 1 đủ thời gian. Đối với những địa phương đã đạt được độ bao phủ vaccine cao, cần ra soát kỹ càng và tổ chức tiêm vét, đảm bảo tất cả người dân có đủ điều kiện tiêm chủng được tiêm đủ liều vaccine. Xây dựng kế hoạch và triển khai việc tiêm mũi tăng cường, mũi bổ sung cho những người đã tiêm chủng đủ liều cơ bản, không để xảy ra tình trạng thừa vaccine với hạn dùng ngắn hoặc quá hạn sử dụng phải hủy bỏ gây lãng phí. Ngày 5 tháng 12, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có văn bản điều chỉnh việc tổ chức dạy học trực tiếp. Theo đó, học sinh lớp 12 sẽ học trực tiếp kết hợp trực tuyến, học sinh lớp 10, 11 tiếp tục học trực tuyến. Cụ thể, Hà Nội sẽ chỉ đạo cho học sinh khối 12, các trường trung học phổ thông, các trường trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên tại 30 quận huyện thị xã có mức độ dịch ở cấp độ 1, cấp độ 2 đi học trực tiếp kết hợp với trực tuyến kể từ thứ Hai ngày 6 tháng 12. Theo đó, 50% số học sinh khối 12 đi học trực tiếp thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu, các ngày còn lại thì học trực tuyến. 50% số học sinh lớp 12 còn lại đi học trực tiếp từ thứ Ba, Năm, Bảy, còn các ngày còn lại học trực tuyến. Đối với các huyện, thị xã, học sinh lớp 9 trung học cơ sở tiếp tục học trực tiếp như kế hoạch trước đó. Học sinh cấp tiểu học các lớp 6, 7, 8, cấp trung học cơ sở, lớp 10, 11 và các trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp tiếp tục học trực tuyến, khối mầm non nghỉ tại nhà. Đối với các quận, học sinh cấp tiểu học, trung học cơ sở và lớp 10, 11 trường trung học phổ thông, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên tiếp tục học trực tuyến, khối mầm non nghỉ học tại nhà. Trước đó, một số trường trung học phổ thông tại Hà Nội đã thông báo hoãn việc đón học sinh trở lại trường từ ngày 6 tháng 12 do lo ngại dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Lãnh đạo trường Marie Curie quyết định học sinh lớp 10, 11, 12 của cơ sở Mỹ Đình và Văn Phú tiếp tục ở nhà học online cho đến khi có thông báo mới. Trường Trung học phổ thông chuyên ngoại ngữ, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội cũng thông báo trường tiếp tục kế hoạch dạy học theo hình thức trực tuyến từ ngày 6 tháng 12 đến ngày 19 tháng 12. Trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Lương Thế Vinh cho biết dự kiến sẽ cho học sinh học trực tiếp vào đầu tháng 1 tùy theo tình hình dịch bệnh và tiến độ tiêm vaccine. Trường sẽ gửi kiến nghị lên Ủy ban Nhân dân, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội vào đầu tuần tới về lùi thời gian học trực tiếp. Những ngày gần đây, các ca mắc COVID-19 tại Hà Nội tăng mạnh, từ 400 đến 800 ca một ngày. Nhiều phụ huynh bày tỏ lo lắng khi các học sinh mới chỉ được tiêm mũi 1 vaccine ngừa COVID-19 được ít ngày. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 5 tháng 12, ca nhiễm mới ở các tỉnh Bắc miền Trung vẫn tiếp tục ghi nhận nhiều ca nhiễm mới. Trong đó, số ca trong cộng đồng ở Quảng Bình và Quảng Trị thì tăng cao. Khu vực miền Tây thì lượng ca nhiễm mới cũng đã tăng rất cao. Theo đó, thì trong ngày 4 tháng 12, tại Hà Nam đã phát hiện ra 8 F0, Nam Định có 39 F0, Thái Bình 27, Thanh Hóa thêm 103 ca mắc mới, Nghệ An có 77 ca, trong đó có 4 ca ở cộng đồng. Hà Tĩnh thì ghi nhận 21 ca mắc mới, Quảng Bình thêm 13 ca cộng đồng, Quảng Trị thêm 35 ca COVID-19, 11 ca cộng đồng. Cần Thơ đã vượt mốc 30.000 ca nhiễm COVID-19, nhiều tỉnh miền Tây F0 tăng rất nhanh. Ngày 4 tháng 12 ghi nhận 1.174 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới. Sóc Trăng hiện có 781 ca nhiễm COVID-19. Bến Tre ghi nhận thêm 716 trường hợp dương tính. Đồng Tháp ghi nhận 624 ca mắc COVID-19 mới. Bạc Liêu có 565 ca có kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2. Mới đây, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thành phố sẽ khẩn trương triển khai chiến dịch tăng cường bảo vệ và chăm sóc sức khỏe người thuộc nhóm nguy cơ nhằm hướng đến mục tiêu giảm mắc và giảm nguy cơ tử vong do dịch COVID-19. Theo đó, Ban chỉ đạo phòng chống dịch phường, xã, thị trấn ra soát và lập danh sách các hộ gia đình có người thuộc nhóm nguy cơ, người có bệnh nền, người cần chăm sóc dài hạn tại các cơ sở y tế, người từ 50 tuổi trở lên. Căn cứ vào danh sách, Trung tâm Y tế quận, huyện triển khai test nhanh COVID-19 cho từng thành viên của các hộ gia đình nêu trên. Nếu phát hiện F0 thuộc nhóm nguy cơ thì khuyến khích người F0 đi cách ly tập trung để giảm nguy cơ lây lan cho người khác trong hộ gia đình, nhất là người thuộc nhóm nguy cơ. Nếu phát hiện F0 thuộc nhóm nguy cơ, có bệnh nền ổn định, có đủ điều kiện cách ly tại nhà thì cấp phát thuốc kháng virus cho người F0 và cách ly tại nhà nếu người F0 có nguyện vọng.
đối với các thành viên trong hộ gia đình có kết quả xét nghiệm âm tính, tiến hành tiêm vaccine cho những người chưa tiêm. Người thuộc nhóm nguy cơ, nếu có kết quả xét nghiệm âm tính và đã tiêm đủ liều cơ bản trước đó ít nhất 6 tháng, thì tiêm mũi nhắc lại. Trung tâm Y tế chuyển danh sách các hộ gia đình có người thuộc nhóm nguy cơ kèm số điện thoại liên lạc đến mạng lưới thầy thuốc đồng hành để được tư vấn và theo dõi sức khỏe từ xa. Thời gian triển khai dự kiến trong vòng 1 tháng, từ nay đến ngày 31 tháng 12. Chiều nay, cả nước đã tiêm gần 127,5 triệu liều vaccine phòng COVID-19, 4 tỉnh nào có tỷ lệ tiêm mũi 1 thấp nhất. Tính đến 14 giờ ngày 5 tháng 12, cả nước đã tiêm gần 127,5 triệu liều vaccine phòng COVID-19, các loại khác nhau, Yên Bái, Hà Giang, Cao Bằng và Nghệ An có tỷ lệ tiêm mũi 1 dưới 80%, Bến Tre thêm 315 F0 cho cộng đồng. Đã phân bổ hơn 141,5 triệu liều vaccine phòng COVID-19, cập nhật trên cổng thông tin tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, tính đến 14 giờ ngày 5 tháng 12, cả nước đã tiêm gần 127,5 triệu liều vaccine phòng COVID-19 các loại khác nhau. Bộ Y tế cho biết đến hết ngày 3 tháng 12, cả nước đã tiếp nhận hơn 150 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Đơn vị chuyên môn của Bộ đã tiến hành phân bổ 95 đợt vaccine phòng COVID-19 với tổng số 141,5 triệu liều. Số còn lại mới tiếp nhận đang tiến hành các thủ tục để kiểm định chất lượng, xuất xưởng. Các địa phương, đơn vị đang nỗ lực triển khai tiêm chủng để nhanh chóng đạt được độ bao phủ mũi 1 cho những đối tượng trong độ tuổi chỉ định tiêm chủng và trả mũi 2 cho những người đã tiêm mũi 1 đủ thời gian. Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 121.701.696 liều, trong đó có 68.942.399 liều mũi 1 và 52.759.297 liều mũi 2. Tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine là 95,6% và tỷ lệ tiêm đủ hai liều vaccine là 73,1% dân số từ 18 tuổi trở lên. Theo khu vực, tỷ lệ này lần lượt ở miền Bắc là 91,5% và 66,4%, miền Trung là 92,3% và 66,2%, Tây Nguyên là 93,4% và 55,3%, miền Nam là 99,1% và 82,8%. Có 59 trên 63 tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine cho trên 80% dân số từ 18 tuổi trở lên, trong đó có 28 tỉnh đạt tỷ lệ trên 95%, Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Lào Cai, Điện Biên, Đà Nẵng, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đắk Nông, Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Long An, Lâm Đồng, Cần Thơ, Sóc Trăng, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Bình Dương, Bình Phước, Kiên Giang, Hậu Giang. 4 trên 63 tỉnh, thành phố còn lại có tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine dưới 80% dân số từ 18 tuổi trở lên là Yên Bái 73,4%, Hà Giang 77,3%, Cao Bằng 78,6% và Nghệ An 78,7%. Bộ Y tế đã phân bổ vaccine cho các địa phương này để tăng nhanh diện bao phủ tiêm chủng. Hiện đã có 54 trên 63 tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ đủ 2 liều vaccine cho dân số từ 18 tuổi trở lên đạt trên 50%. Trong đó có 34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ trên 70%. Các tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ trên 90% là Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Điện Biên, Khánh Hòa, Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Long An, Lâm Đồng và Cà Mau. Về triển khai tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi. Hiện đã có 49 tỉnh, thành phố đang triển khai tiêm cho trẻ. Trong độ tuổi này đã tiêm được 5.243.156 liều vaccine. Trong đó có 4.310.281 liều mũi 1 và 932.875 liều mũi 2. Tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine là 47,2% và tỷ lệ bao phủ đủ hai liều là 10,2% dân số từ 12 đến 17 tuổi. Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường nhân lực cho bệnh viện hồi sức COVID-19. Bệnh viện hồi sức COVID-19 đã mở rộng thêm một khoa 2B để nhận bệnh nhân. Như vậy, hiện bệnh viện có khu cấp cứu và 4 khoa phục vụ công tác điều trị bệnh nhân COVID-19. Trong sáng 3 tháng 12, 20 bác sĩ điều dưỡng của bệnh viện điều trị COVID-19 Trưng Vương đã được điều động đến bệnh viện hồi sức để tăng cường nhân lực. Trước đó, bệnh viện này có 15 khoa hoạt động với quy mô 800 giường hồi sức, điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng và nguy kịch. Chủ lực chuyên môn là bệnh viện Chợ Giấy. Khi dịch được kiểm soát, số ca nặng giảm, bệnh viện thu hẹp dần quy mô, còn 150 giường hồi sức, khu cấp cứu và 3 khoa điều trị tính đến cuối tháng 11. Tính đến tháng 11 năm 2021, bệnh viện hồi sức COVID-19 đã tiếp nhận gần 4.300 bệnh nhân, xuất viện 2.800 bệnh nhân, số bệnh nhân nặng chiếm gần 60% tổng lượng điều trị và có 19 ca chạy ECMO. Đây cũng là trung tâm hồi sức COVID-19 với quy mô lớn nhất tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như các khu vực phía Nam. Quảng Bình thêm 46 ca mắc COVID-19, riêng một công ty ở Bố Trạch đã 25 ca. Theo thông tin tổng hợp từ Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Bình, trong 24 giờ qua, từ 6 giờ ngày 4 tháng 12 đến 6 giờ ngày 5 tháng 12, Quảng Bình ghi nhận thêm 46 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 42 ca tại cộng đồng. Thống kê của tỉnh Quảng Bình cũng cho thấy, từ ngày 7 tháng 10 đến ngày 5 tháng 12, Quảng Bình ghi nhận 398 ca dương tính với SARS-CoV-2 là người trở về từ vùng dịch.
Tổng số ca toàn tỉnh Quảng Bình từ trước tới nay hiện là 2.783 ca, trong đó có 2.440 ca khỏi, 316 bệnh nhân đang điều trị, có 1 ca nặng, 6 ca không qua khỏi. Hiện Quảng Bình có 324 trường hợp đang cách ly tập trung, 4.520 trường hợp đang cách ly tại nhà. Thống kê cho thấy hiện có 908.798 người tại Quảng Bình đã tiêm vaccine phòng COVID-19, trong đó có 376.084 người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine. Chỉ số này cho thấy tỉnh đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Quảng Ngãi thêm 65 ca mắc COVID-19, trong đó có 6 ca cộng đồng. Sáng nay, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi thông tin vừa ghi nhận thêm 65 ca mắc COVID-19, trong đó có 6 ca cộng đồng ở thị xã Đức Phổ, huyện Sơn Hà và thành phố Quảng Ngãi. Có 43 ca COVID-19 đang cách ly y tế do liên quan tới các F0, gồm 28 ca trong khu vực phong tỏa ở huyện Sơn Hà, Bình Sơn và Trà Bồng, 12 ca đang cách ly tập trung, 3 ca cách ly tại nhà. Sáng cùng ngày, Sở Y tế thông tin có 16 ca bệnh là người về từ vùng dịch, trong đó 4 ca ở huyện Nghĩa Hành, 4 ca ở thành phố Quảng Ngãi, 4 ca ở huyện Bình Sơn, 2 ca ở huyện Sơn Hà, 1 ca ở huyện Tư Nghĩa và 1 ca ở huyện Ba Tơ. Từ ngày 26 tháng 6 đến nay, Quảng Ngãi ghi nhận 3.019 ca mắc COVID-19. Bến Tre thêm 315 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Từ 18 giờ ngày 4 tháng 12 đến 11 giờ ngày 5 tháng 12, tỉnh Bến Tre có 332 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc toàn tỉnh là 10.397 ca, trong đó có 4.541 ca ra viện, 70 ca không qua khỏi. Trong số ca mắc mới có 315 ca cộng đồng, 13 ca khu cách ly, 4 ca ngoài tỉnh. Tính đến hết ngày 4 tháng 12, tỷ lệ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 của Bến Tre đạt 96,45%, trong đó 74,53% tiêm đủ 2 mũi, riêng trẻ từ 12 đến 17 tuổi đạt 89,56% kế hoạch. Giải tán 6 chốt phong tỏa huyện Chợ Lách, một khu cách ly tập trung huyện Ba Chì, có 175 tổ tuyên truyền, tuần tra phòng chống dịch, lực lượng tuần tra kiểm tra 189 cuộc, nhắc nhở 89 lượt người dân, 23 cơ sở kinh doanh. Tin tức COVID-19 Lâm Đồng vượt 4.000 ca mắc, 11 ca không qua khỏi. Tỉnh Lâm Đồng ghi nhận thêm 176 ca COVID-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 4.162 ca và đã có tổng cộng 11 ca không qua khỏi. Sáng nay, ông Nguyễn Đức Thuận, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cho biết toàn tỉnh ghi nhận thêm 176 ca COVID-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 4.162 ca và thêm 1 ca không qua khỏi. Đến nay, Lâm Đồng có tổng cộng 11 ca không qua khỏi vì COVID-19. Trong số 176 ca COVID-19 mới, huyện Đức Trọng nhiều nhất với 36 ca, tiếp đó huyện Đơn Dương 33 ca, huyện Lâm Hà 24 ca, thành phố Đà Lạt 22 ca, huyện Di Linh 21 ca, huyện Đạ Hoai 12 ca. Trong số 22 ca ở thành phố Đà Lạt có 15 ca trong cộng đồng và 4 ca khác là F1 đã cách ly theo quy định và 3 ca có yếu tố dịch tễ về từ vùng dịch. 36 ca mới tại huyện Đức Trọng có 16 ca trong cộng đồng, 15 ca là các F1 đang cách ly, 5 ca phát hiện tại khu vực phong tỏa của xã Đa Quyên. Bệnh nhân COVID-19 thứ 11 không qua khỏi là bà LTT 80 tuổi, ngụ thôn Rơ Chai 2, xã Phú Hội, Đức Trọng, được điều trị tại Bệnh viện Nhi Lâm Đồng từ ngày 3 tháng 12, không qua khỏi lúc 5 giờ 50 phút ngày 5 tháng 12 với chẩn đoán viêm phổi nặng ARDS, suy hô hấp, mức độ nguy kịch, tăng huyết áp, suy tim, suy kiệt, nhiễm SARS-CoV-2. Tại huyện Đơn Dương, 33 ca mới, trong đó có 14 ca là các F1 đã cách ly theo quy định, 14 ca phát hiện ở khu phong tỏa của xã Đa Cô và 3 bệnh nhân có yếu tố dịch tễ về từ vùng dịch. Từ đầu dịch COVID-19 đến nay, tỉnh Lâm Đồng ghi nhận 4.162 ca COVID-19, trong đó đã ra viện 1.351 ca, không qua khỏi 11 ca. Thêm 65 F0, Quảng Ngãi vượt mốc 3.000 ca COVID-19. Với 65 F0 vừa được ghi nhận, đến nay Quảng Ngãi vượt mốc 3.000 ca mắc COVID-19 trong đợt dịch thứ tư. Ngày 5 tháng 12, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Ngãi cho biết, ngành y tế địa phương vừa ghi nhận thêm 65 ca COVID-19, gồm 6 ca cộng đồng, 28 ca trong khu phong tỏa, 8 ca trong khu cách ly tập trung, 7 trường hợp thuộc diện F1 của các ca bệnh trước đó và 16 người về từ vùng dịch. Với 65 F0 vừa được ghi nhận, cộng dồn đợt dịch thứ tư từ ngày 26 tháng 6 đến nay, Quảng Ngãi tổng cộng 3.019 ca mắc COVID-19. Theo nhận định của ngành y tế Quảng Ngãi, tình hình dịch COVID-19 ở các huyện Bình Sơn, Mộ Đức, Tư Nghĩa, Sơn Tịnh, thành phố Quảng Ngãi, thị xã Đức Phổ diễn biến phức tạp, vì vậy các địa phương cần khẩn trương khoanh vùng cách ly, xét nghiệm kịp thời bóc tách F0 và truy vết thần tốc để phát hiện sớm F1, F2, cách ly nhanh chóng. Bên cạnh đó, từ ngày 30 tháng 9 năm 2021 đến nay, Quảng Ngãi ghi nhận 371 ca COVID-19 từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về địa phương. Khả năng trong những ngày tới sẽ còn nhiều ca mắc bệnh. Thừa Thiên Huế ghi nhận 339 ca mắc COVID-19 mới, có đến 212 ca cộng đồng. Tính đến sáng nay, Thừa Thiên Huế đã ghi nhận thêm 339 người nhiễm SARS-CoV-2, trong đó có đến 212 ca phát hiện trong cộng đồng. Khuya ngày 4 tháng 12, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, tính đến 18 giờ cùng ngày, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận thêm 339 người nhiễm SARS-CoV-2, trong đó có đến 212 ca phát hiện trong cộng đồng, tại khu cách ly tập trung 10, khu phong tỏa 6, giám sát y tế từ vùng dịch 2, giám sát y tế tại nhà 1, tại chốt kiểm soát 1, F1 đang thực hiện cách ly tại nhà 107.
Đây là lần đầu tiên có số ca nhiễm trong một ngày được ghi nhận nhiều nhất và tăng vọt tại địa phương này. Thống kê cho thấy đến nay toàn tỉnh có 4.017 ca F0, hiện đang điều trị 1.491 ca, đã được điều trị khỏi 2.577 ca. Trong ngày 322, số ca không qua khỏi 9 ca. Trước đó ngày 3 tháng 12, Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đăng ký bổ sung thông tin cho 822 ca nhiễm đã được lấy mẫu từ những ngày trước đó trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19, ngoài 128 ca mắc COVID-19 được ghi nhận trước đó. Kể từ ngày 29 tháng 11, sau khi thành phố Huế thực hiện tuần cao điểm tầm soát COVID-19 trên toàn địa bàn thành phố, số ca nhiễm tại địa phương này tăng vọt. Cụ thể, sau 5 ngày triển khai test nhanh kháng nguyên diện rộng, toàn thành phố Huế đã phát hiện đến 1.062 ca dương tính SARS-CoV-2 trong cộng đồng. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Huế cho biết hiện số lượng F1 lên F0 trên địa bàn vẫn còn cao, nên việc quản lý giám sát các đối tượng F1 cách ly tại nhà rất quan trọng, yêu cầu các phường xã cần chủ động hơn trong việc tầm soát. Ông Phan Thiên Định, Bí thư Thành ủy Huế cho biết qua thống kê hiện số ca F0 trong cộng đồng vẫn tăng cao, nên để kiểm soát và ngăn chặn các nguồn lây có thể kéo dài việc tầm soát diện rộng thêm 1-2 ngày so với kế hoạch đề ra. Hiện có khoảng 94% học sinh thành phố Huế nằm trong độ tuổi tiêm vaccine đã được tiêm mũi 1, trong tuần tới sẽ lên kế hoạch mở cửa lại trường học.